Thưa quý vị và các bạn, tình trạng thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và nhiều tỉnh thành khác trên cả nước tái diễn tình trạng thiếu vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Chỉ riêng tại thành phố Hồ Chí Minh, tính tới ngày 21 tháng 11 năm 2023, địa phương này đã hết hoàn toàn nhiều loại vaccine phổ biến như là bạch hầu, ho gà, uốn ván. Một số loại khác thì còn rất ít. Một lần nữa, hàng ngàn trẻ em trên cả nước phải đối mặt với lỗ hổng tiêm chủng lớn. Điều đáng nói, tình trạng này tái diễn nhiều lần trong các năm. Tại trạm y tế phường 9, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay chỉ còn 212 loại vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Đây cũng là tình trạng chung của các trạm y tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Trạm phải hướng dẫn phụ huynh đưa bé đến cơ sở dịch vụ để tiêm vaccine còn thiếu hoặc lập danh sách phụ huynh đồng ý chờ để tiêm bổ sung sau. Hiện tại đang có 2 loại vaccine thôi. Thứ nhất là vaccine bại liệt uống OBV. Và thứ hai nữa là vaccine viêm tiêm não Nhật Bản. Hiện nay cái chỉ tiêu mà trẻ mà tiêm đủ 8 loại bệnh thì chúng tôi đã đạt là 95%. Đúng là theo quy định yêu cầu của Bộ Y tế, hay là và chỉ tiêu tiêm sởi là chúng tôi hiện đạt là 90,5%, vẫn còn thiếu 4,5%. Chỉ tiêu sởi chưa đạt là do hiện nay thì cái nguồn cung ứng vaccine hiện nay đang tạm ngưng. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, đến hết ngày 21 tháng 11 năm 2023, địa bàn thành phố không còn các vaccine bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt tiêm, vaccine viêm gan B, viêm phổi, viêm màng não mủ do HIP. Một số vaccine còn lại như sởi, bại liệt uống, lao, rubella, uốn ván, viêm não Nhật Bản còn lại rất ít, chỉ đủ dùng trong vài ngày tới. Trong khi đó, Hà Nội và nhiều tỉnh thành khác cũng trong tình trạng tương tự. Theo các chuyên gia y tế, hiện phần lớn vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng đều đã sản xuất được trong nước, chỉ có vaccine 5 trong 1 phải nhập khẩu. Nên đáng lý, việc cung ứng vaccine đã phải chủ động hơn trước. Chuyển sang tiêm vaccine dịch vụ không phải là giải pháp, mà là tình thế bắt buộc. Và nếu không cung ứng đủ được vaccine, sẽ dẫn đến sự mất công bằng trong chăm sóc y tế. Bây giờ rốt cuộc trung ương hay địa phương, doanh nghiệp thì đấy có vaccine. Lạng quạng để lâu là nó quá đát, quá hạn, cũng không bán được. Người dân thì không có vaccine để tiêm chích cho con em mình. Và nếu như chúng ta, mà cái này chính phủ chỉ đạo rồi, thế thì cái tốc độ để chúng ta tuân thủ những việc này là như thế nào? Chứ cho tới giờ phút này tôi nói thiếu, nó vẫn thiếu. Đó, chưa giải quyết được. Cái việc gián đoạn cung ứng vaccine kéo dài này thì sẽ gây cái ảnh hưởng đến, thứ nhất là đối với mỗi trẻ mà không được tiêm chủng đầy đủ thì nguy cơ mắc bệnh của trẻ là rất là cao, và một khi mà cả một cộng đồng không được cung ứng vaccine đầy đủ thì cái tỷ lệ bao phủ vaccine cho các lứa tuổi ở trong cộng đồng thì sẽ giảm xuống, và để cái nguy cơ bùng phát của nhiều đại dịch. Nhiều ý kiến cho rằng cần phải điều chỉnh về cơ chế giá vaccine, xem lại các cơ chế đặt hàng, cơ chế mua sắm, giảm bớt những quy trình thủ tục hành chính phức tạp, rườm rà để quá trình phê duyệt giá, quá trình mua sắm, đàm phán và quá trình đấu thầu đơn giản hơn, tiết kiệm thời gian hơn thì mới đảm bảo được nhu cầu cung ứng. Bên cạnh đó, cũng cần làm tốt hơn nữa công tác dự trù để sau khi mua sắm xong sẽ không bị thiếu hụt, đảm bảo nguồn ngân sách và nhu cầu của địa phương.